Bên nhà ai từ radio những bài hát vui tai, tháng sau nóng như đổ lửa, cây sâu ra thả chiếc lá xanh, đã lâu lắm rồi anh không viết những bản tình ca. Chắc cuộc sống chúng mình phẳng lặng, ta không buồn và chẳng lo âu, cứ an bình tình yêu chúng mình. Sẽ chịu em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ, một ngày tháng sau những thập kỷ sau, mùa hè tương về sau làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sau. Và bây giờ em nghe bản tình ca trong những điều ta không nói, sự yên tĩnh mới thật dịu êm. Em gặp chúng ta một đôi lần, ta vẫn thoáng nhìn chỉ để biết chắc em còn gần anh, niềm tin vẫn đông đầy và lòng ta bình yên. Ô những ngày tháng sau, ô những ngày tháng sau. Những ngày tháng sau.
trái tim đỏ. Bên nhà ai the radio những bài hát